Em là Trần Audio Nội, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip hôm nay thì em lên sóng cho các bác một siêu phẩm. Một siêu phẩm thực sự, cặp loa Ongo Scepter 10. Đây là một model đầu bảng hết số của Ongo. Một dòng loa cổ sản xuất vào khoảng những năm 1976 với giá xuất xưởng rất cao. Cặp này thì mang lại rất là nhiều thành công cho hãng Ongo. Kích thước tổng thể của cặp loa thì khá là vạm vỡ ạ. Cặp loa này thì với cái chiều cao là 86,9 cm, chiều ngang 56 và chiều sâu là 52 cm, thể tích thùng rất lớn, cân nặng 44 kg trên một thùng và quá là khủng khiếp luôn. Cặp Scepter 10 này thì chúng ta sẽ có cái trọng lượng là 44 cân. Cấu hình thì loa sử dụng củ bass 30 cm W3810A và một cái củ kèn rất là lớn củ 1206A và cái len kèn A120. Cặp này thì được anh em mệnh danh là cái dòng L300 Summit của Nhật Bản vì nó thiết kế khá là giống với cặp L300 Summit của JBL. Tiếng rất hay, là một trong những cái dòng loa và độ nhạy lớn, độ nhạy lên tới 95 dB, trở kháng 8 ohm và cái công suất là 100W trong một thùng. Dễ dàng phối ghép âm ly. Đấy. Cặp này thì đặc biệt là cái loa bass thì sử dụng màng giấy và sử dụng cái công nghệ nhện phíp cho cái chất lượng âm thanh khá là tốt luôn. Một cặp loa đáng đồng tiền bát gạo và hiện nay thì cái dòng này cũng rất hiếm ở trên thị trường. Có thể nói số lượng anh em tại Hà Nội sở hữu cặp này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bên em về được một cặp tuyệt đẹp, xin giao lưu cùng các bác. Bây giờ thì em quay chi tiết cặp loa để mời các bác chúng ta cùng ngắm nhìn. Riêng cái phần thiết kế lưới e-căng của cặp Scepter 10, các bác đã thấy cái độ khủng long, cái chiều sâu của cái e-căng, cái model Scepter 10. Và bên trong cái khung lưới đây còn rất là chắc chắn, đẹp. Đấy, đẹp và zin nguyên bản tuyệt đối các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cặp loa này để mời các bác chúng ta cùng nhau cái thưởng thức cái chất âm và cũng như là các bác cùng ngắm nhìn cái phần ngoại thất của cặp Scepter 10. Cặp này thì có những cái vân gỗ nổi khối rất là đẹp. Đấy, hai bên thùng thì cái vân gỗ đối nhau đây ạ. Đấy, với những cái tom gỗ nổi khối rất là đẹp. Đấy, loa đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh này không có chảy xước hay là cấn móp gì cả, quá mới ạ. Và cấu hình tuyến loa, mời các bác xem cái bát này, bát 40 này, và đẹp, đẹp khủng khiếp luôn. Đấy, bát 40 màng giấy, một cái loa chép kè còi trong này và cái họng len A120. Cái len này chưa có gãy bất cứ một cái lan nào nhé, rất là đẹp. Hai lỗ thông hơi này và có logo của Onkyo. Đấy, mời các bác sang xem cái thùng bên này, rất là mới và phải nói rằng quá mới luôn ạ. Đấy, cái len A120. Đây, bát của chúng ta đây đường kính 40, có cái logo ở phía dưới và phía sau của cặp loa này thì cũng rất đẹp. Đây em sẽ quay phần phía sau. Vâng, trọng lượng rất lớn, 44 cân trong một thùng. Chúng ta sẽ có hệ thống là cọc loa nguyên bản, có những cái cầu nối bi quai, tất cả vẫn còn đầy đủ và zin 100%. Cặp này thì cái mức giá trên thị trường khá cao, bên em đợt này nhập được giá tốt thì cũng giao lưu cho các bác giá tốt luôn. Onkyo Scepter 10 giao lưu cho các bác mức giá cực kỳ tốt, 32.500.000. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. 32.500.000 cho cặp loa này. Với mức giá trên thị trường thì cũng phải rơi vào khoảng xấp xỉ 40 triệu đồng các bác nhé. Em sẽ test cho các bác một số các cái thể loại nhạc để các bác nghe. Đấy, đặc biệt là cái loa này thì nó có cái phần kèn. Nó có cái loa kèn. Nó có cái loa kèn cho nên là cái phần giải trên rất tốt, tiếng nó khò khè. Em sẽ test cái thể loại nhạc trước 575 cho các bác nghe. Tiếng nghe nhạc 75 cũng rất là tốt. Em các bác có nhu cầu cái cặp loa này thì các bác alo cho em. Với cái mức giá chỉ có 32.500.000. Giá phải nói rằng siêu tốt.
Đó là nhạc cổ nhé. Và bây giờ em test cho các bác nhạc hiện đại một chút, những thể loại nhạc không lời để các bác cảm nhận rõ. Cặp này thì cũng chơi khá là tốt nhiều thể loại nhạc. Giá thì nó bình dân 32.500.000 đồng. Em bao zin và bao zin tuyệt đối nhé, đẹp xuất sắc. Xuất sắc ở trong cái tầm tiền và mức giá bây giờ thì quá tốt rồi, 32.500.000. Duy nhất một cặp setter 10, các bạn quan tâm các bạn alo nhanh cho em. Cặp này thì em chỉ ship trong khu vực gần thôi, các cái tỉnh miền Bắc thôi. Em không nhận ship xa. Nó rất to. Cho cặp loa Onkyo Scepter 10, các bác quan tâm thì alo cho em đặt trần. Dòng này rất là hiếm, em cũng chỉ có duy nhất một cặp thôi. Đấy, không có nhiều trên thị trường. Và đến lúc chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Phương trời mình yêu xa thêm xa, nghe vào
Với mức giá 32.500.000 đồng, một mức giá rất là tốt cho cặp Scepter 10. Các bác quan tâm thì alo sớm cho em. Một cặp loa rất hay trong cái tầm tiền. Đấy, chơi hay, bảy đẹp, vừa nghe và trưng bày quá tuyệt vời. Em mời các bác nghe Bolero nhạc vàng. Cái tiếng kèn của nó thì rất là phê, nghe nó xào xạc, nó bay, tơi, nó nhuyễn. Người thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thơ này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi. Vâng, cặp loa Onkyo Scepter 10 với mức giá rất là tốt, chỉ có 32.500.000 thôi. Các bác quan tâm mời các bác alo cho em. Xin chào các bác.